Kỳ giận anh nên livestream trên Facebook. Người ta ngày xưa ông bà có câu là có giận nhau vợ chồng có gì thì đóng cửa bảo nhau. Còn bây giờ con người này là giận bồ xong lên livestream luôn. Nhưng mà từ từ để coi lên livestream làm cái gì. Ai quấn nhiều nãy nghe cái gì trẻ trâu là em. Của em thiệt luôn á hả Linh? Mọi người bình tĩnh. Anh đang nghĩ là em livestream em kể chuyện của em hả? Anh đâu có nói, anh đang hỏi mà. Không, không hề. Có nghĩa là bữa đó là em cãi nhau với người yêu thì em cảm thấy rất là bức bối và em muốn dừng lại. Nhưng mà em là cái người không dừng được. Còn em muốn dừng cuộc cãi vã đó hay là em muốn dừng cái mối tình đó? Em muốn dừng cái cuộc cãi vã để em, tại vì mỗi lần em nóng giận em thường nói những lời nói làm cho người ta khó chịu. Nhưng mà còn ví dụ bạn của em á thì lại hay, rất là hay cãi nhau sẽ im lặng. Còn em cứ anh nói em đi, giờ sao, hay là cãi em phải cãi tới bến mà lúc mà người ta không trả lời em tức á. Kiểu thì em bây giờ mắc nói quá, giờ làm sao mình không cãi được với bạn mình thì mình lên Facebook mình nói chuyện. Mình cãi lộn với bạn nhân thiên hạ luôn. Mà có nghĩa là lên lúc những lúc đó mà ai nói vậy em dễ nóng lắm. Nhưng mà kệ, thà mình trút giận vô người dân. À coi như đó là cái cách mà để trời em xả stress. Xả stress có nghĩa là không phải là ai em cũng nóng giận. Có nghĩa có những bạn bạn vô lý thì mình mới nói nhẹ nhàng. Nhưng mà lúc đó là mình đang bớt đi một cái gánh nặng. Mà em không phải là em livestream để em chọc tức bạn em đâu. Mà giống như là em muốn tìm một cái công việc gì đó để mình ngưng cái chuyện mình cãi nhau lại. Nên em mới chọn cách là em livestream như mà vậy. Mà thường em bên em livestream những chủ đề như thế nào? Em sẽ nói là tâm sự buổi chiều, tâm sự buổi sáng, hay mọi người ăn gì chưa. Nói chung em xàm nhất có thể. Miễn là mình có được, mình được nói, mình được quên đi cái chuyện mà mình đang cãi nhau. Để mình không cãi với bạn mình nữa. Vậy là bây giờ Facebook Gia Linh đó mà thấy nó livestream, nói xàm á là biết rồi đó. Hỏi liền. Ủa em cãi lộn bạn trai. Không, lâu lâu thôi mọi người đừng nghĩ em vậy. Anh trai anh có điều gì muốn nói với cô bé này nữa không? Anh cảm ơn em đã cho anh thấy được cái con người dị hợm của em. Thấy chưa, anh đã nói là anh tìm từ khác mà em không cho. Anh mấy sai rồi đúng không? Anh sai rồi, mình xin lỗi người ta đi. Anh xin lỗi em. Thì thật ra em thấy cách của Linh cũng dễ thương mà. Ủa nhưng mà vậy nè, em mỗi lần em giận cái là em live stream để em trút giận lên người khác vậy hả? Em không phải trút giận nhưng mà ví dụ như nói tìm chỗ mắc nói quá, tìm sự đồng cảm đó. Cũng không có nói gì tên bạn trai ra thì đâu phải là cũng không kể gì chuyện bạn trai hết, không kể chuyện của mình. Vậy thì em mắc nói về cái gì? Thì miễn là nói để mình giải khuây đi cái tâm trạng của mình. Ví dụ hết tình cảm cho người khác luôn. Từ mức độ sau em hát nữa, có nghĩa là em làm mọi cách để mà mình giải có thể giải khuây. Như là em cố gắng em giải tỏa cái đó nhưng mà em không có trút giận lên người yêu của em đúng không? Đúng rồi. Thực sự hồi nãy là tụi anh chỉ đùa giỡn nha, chứ em cho vui thôi. Chứ cái ý của anh nói là anh rất là cảm ơn em cái gì nè, cho mọi người ở đây thấy được là nó không phải gọi là tình yêu mà nó là cái tình cảm chớm nở gà bông thôi. Thật sự là con bé này nó không biết yêu, không biết yêu cho nên là mới xử sự như vậy, đúng không? Là em còn phải trải qua cái chuyện này rất là nhiều. Thì cái việc của em á, nó chỉ đơn giản là em muốn tạm thời quên đi nhưng mà là em vẫn muốn cái người bạn trai đó chú ý tới em, đúng không? Đúng, là vẫn muốn, tại vì là miễn làm sao mà là cái anh chàng này là phải xin lỗi em trước đi thì là em mới xìu. Em đồng ý tất cả quan điểm mà nói, nhưng mà cái anh nói em không phải là yêu là sai. Cách yêu mỗi người khác nhau, không ai đúng hay sai hết, chỉ là người ta không giống nhau thôi. Còn yêu là em vẫn có yêu thì em mới đặt tình cảm nhiều, em mới giận, còn không yêu giận làm gì. Ở khi như nếu như trường hợp mà không có Facebook rồi không có cái này cái nọ thì lúc đó em sẽ làm cái gì trước em, đó? Em ra đường em đứng em nói chung. Ủa một cái lúc nào mà con gái giận lên là cũng nói như vậy hết á hả? Kiếm cách giải tỏa bằng cách đó đó. Thì anh nghĩ cái đó sẽ là có gì đó nó... Nói chung anh hiểu là cái lúc đó cái năng lượng của em rất là nhiều. Và em muốn giải phóng cái năng lượng nó ra đúng không? Đúng rồi. Thôi bây giờ sẵn tiện rảnh đây em hát thử mấy câu cho anh nghe coi. Cái giận bữa đó em nhớ em có hát bài này nè. Hết hôm nay là em đi khỏi nơi đây. Đi đâu? Anh sẽ không phải nhìn thấy. Gặp tôi là bạn trai hả? Tôi bay vô bắn. Đó, em hát vậy đó anh. Anh biết sao? Em rất là trẻ trâu, có nghĩa em hát để em gợi ý anh coi chừng em đó, hiểu không? Ok. Em trai nói em đúng rồi đó, em cũng muốn cho người ta chú ý em mà. Thì lúc đó em đâm không có nghĩ tới người ta chú ý hay không. Thì mình làm theo cảm xúc thôi, mình thích hát bài nào mình hát. Nói chung là giải phóng năng lượng bằng cách là hát chứ không có gây lộn với người yêu. Đúng rồi. Thì anh nghĩ đây cũng là một cái cách tích cực. Chứ mình gây lộn lỡ mình nói gì sao. Rồi, câu chuyện tiếp theo.
Em nghĩ là mình nên dừng lại đi. Giận lên là đòi chia tay nè. Ai đây? Ai là người đòi chia tay đây? Cô gái nào? Dạ, tiêu cực quá. Chắc là em đó. Ở ra thì tại vì cái chủ đề đây là cái lần tựa những cái câu nói làm cho đối phương tổn thương. Thì em nghĩ cái câu này thì sẽ làm cho họ tổn thương nhất. Chắc chắn. Bởi vì cái lần này cãi nhau thì nói chung em không có nhớ rõ được cái lý do khi mà cãi nhau. Nhưng mà khi cãi thì cả hai bên đều có những cái lý lẽ, những cái lý luận riêng của bản thân mình, đưa ra những cái chính kiến riêng. Thì bản thân mình cũng có những cái suy nghĩ, cũng có đưa ra những cái chính kiến. Và mình nghĩ là nếu như đối phương thật sự tin tưởng mình thì họ phải thông cảm cho cái điều đó. Vì mình đã nói ra quá rõ ràng rồi. Mà nếu họ là một người tin tưởng bạn gái, họ sẽ không có sợ những cái điều đó. Ví dụ như là chuyện em làm diễn viên đi. Nếu mà họ thật sự yêu mình, họ sẽ tin tưởng mình, thì họ biết đây chỉ là cái nghề thôi. Mình có thể là diễn với bạn diễn âu yếm, bạn diễn nắm tay bạn diễn, nhưng mà cái đó chỉ là diễn xuất thôi. Thì em nghĩ là nếu thật sự yêu nhau phải tin nhau. Và em đã giải thích rất là rõ ràng. Nhưng mà bên kia họ cũng có cái lý của họ. Họ cứ dạch tới. Kiểu như lúc đó em cảm thấy là họ không chịu lắng nghe mình. Hai bên không ai chịu lắng nghe ai. Và cái chuyện nó đến mức mà trong một cái giây phút nào đó, tự nhiên em lại suy nghĩ là em từng nghĩ là em với anh rất là hợp nhau, rất là biết suy nghĩ cho nhau. Nhưng mà ngày hôm nay cãi nhau vì một cái lý do em cảm thấy nó không xứng đáng để mà mình sứt mẻ cái tình cảm, mà anh lại không có hiểu được cho em nữa. Nếu mà mình cứ như vậy á thì mối quan hệ của mình không ổn. Em nghĩ là mình nên dừng lại đi. Nhưng mà thật ra khi mà em nói cái từ dừng lại đây á, không có nghĩa là em muốn chấm dứt cái chuyện tình yêu với người này vì họ là một người tốt. Em chỉ muốn nói mình dừng lại đây, tức là cái khoảng thời gian nó hay cãi nhau thì em nghĩ là mình nên có một khoảng lặng. Tức là để cho cả hai đều bình tâm trở lại, suy nghĩ về đối phương, suy nghĩ về những chuyện trải qua. Và cái vấn đề này là khi em với người đó đang yêu xa nữa, không thể nào gặp mặt trực tiếp nói chuyện, chỉ có thể nói chuyện qua tin nhắn thôi thì nó không giải quyết được. Nên em mới nghĩ là thôi mình có gì mình nên dừng lại đi, để mình suy nghĩ về những cái này. Thì khi mà em nói như vậy em chỉ nghĩ đơn giản là dừng lại không tạm thời thôi, chứ không phải là dừng luôn. Nhưng đối phương á, thì cái lúc mà họ nghe được cái điều này thì họ lại họ lại nghĩ là em đang muốn chia tay, dừng luôn cái mối tình này. Và bạn em thì là một người khá là gọi là trầm tính, ít nói, cho nên là khi người đàn ông họ nhận được cái câu nói như vậy thì họ suy nghĩ và họ nói là nếu mà em đã muốn như vậy thì anh tôn trọng ý của em. Tức là họ đang nghĩ theo hướng là dừng lại luôn. Thì họ nói câu đó. Còn em thì em đang giận mà. Em đang giận cho nên là kệ, bây giờ anh muốn nghĩ sao nghĩ, ngày hôm sau sẽ giải thích. Nhưng trong cuộc sống có đôi khi thì chỉ cần trễ một vài giây thôi thì mọi chuyện sẽ đi theo một cái hướng khác. Em không ngờ là tại vì cái ngày hôm đó khi mà cãi nhau xong thì bạn em lại nghĩ là chia tay luôn. Và bạn ấy buồn và có những cái suy nghĩ tiêu cực. Và bạn ấy đi nhậu một mình. Uống 12 chai rượu. Cái gì rượu mà 12 chai? Cái gì mà uống 12 chai hả? 12 chai soju á. Ngày hôm sau khi mà em nhắn tin cho bạn ấy thì em không nhận được bất cứ trả lời nào, mà cũng không thấy bạn ấy online luôn. Thì em như kiểu mình đang ở xa hai đất nước luôn cũng lo. Thì nhận được một tin nhắn của bạn của người đó gửi qua cho em là bạn ấy nhập viện. Ghê quá, sao 12 chai nhập viện là hợp lý. Ca nhạc quá vậy. Thật ra là khi mà em biết được cái tin đó thì em rất là sốc và em cảm thấy giống như là mình đang rất là có lỗi với người đó luôn. Bởi vì một cái lúc nóng giận thôi mà mình gây ra cái hậu quả như thế. Thì lúc đó là bạn bị bất tỉnh luôn. Và em ở bên đây rất là lo, mà bạn ấy ở bên đó lại không có người thân nữa. Nên là đó là một cái kinh nghiệm mà em nghĩ là em sẽ nhớ đời mãi mãi về sau, không bao giờ dám lúc nóng giận. Như là mình cũng không bao giờ nên nói những cái điều như thế này cho nó nóng giận, đúng không? Cái câu chuyện của Linh không phải đơn giản là vậy. Thì trong cái câu chuyện của em á, anh thấy cái người sai á không phải là em, mà thật sự cái người sai là cái anh chàng đó. Tại sao lại làm như vậy? Nếu như mà anh chàng làm như vậy và không quý trọng cái mạng sống của mình là anh đâu có nghĩ cho cái cảm xúc của em đâu. Cho nên là trong tất cả mọi trường hợp luôn, về cái vấn đề là đổ vỡ tình cảm, đổ vỡ hôn nhân, là đổ vỡ tất cả một cái gì đó, nếu như mà là bạn đã chọn tới một cái hướng giải quyết quá là tiêu cực. Bạn mình đi, tôi không nói bạn chết cũng chả có ai khóc. Nhưng mà là bạn có rất là nhiều người ở bên cạnh mình. Bạn làm sao mà bạn lại hành xử một cái cách bồng bột như vậy? Cho nên là dù cái người đó là em thương cỡ nào chăng nữa, là em cố gắng tìm một cái lý do để mà bào chữa cho anh đi, anh vẫn thấy người ta sai. À đúng, mà em cũng lúc mà bạn ấy đã khỏe rồi thì em vẫn chửi. Tại sao lại làm như vậy? Anh còn có ba mẹ, có gia đình, tại sao lại nghĩ như vậy? Em có nói. Nếu mà em làm vậy là anh thấy là cái anh chàng đó có phước á. Thật, tại vì ít nhất là
không chết mà vẫn nhận được một cái bài học rất là đắt giá. Thật ra là em đồng ý với anh trai, nhưng mà em không có đồng ý hoàn toàn. Bởi vì thật ra một khi mà đã yêu, một khi mà đã buồn rồi á, thì con người ta nó có khả năng làm những cái điều mà chưa bao giờ họ tưởng tượng là họ làm được. Sau khi mà đã trải qua những cái chuyện đó rồi, mình suy nghĩ lại thì mình mới thấy. Chứ còn bây giờ mà ta chưa có làm mà dặn trước người ta, người ta không có làm được đâu. Sao rất là khó. Là bởi vậy là anh mới nói là cái anh chàng nó hên lắm đó, là còn sống mà mới. Cho nên là nó không phải là anh nó cũng không có sai đâu. Chàng trai đó không chỉ là còn sống, chưa có kinh nghiệm thôi. Nhưng mà thật ra đây cũng là một cái điều mà rất là nhiều cặp đôi họ bị mắc phải. Là khi mà giận nhau thì có hai trường phái. Một là cãi nhau tới nơi luôn, cãi tưng bừng qua lá luôn. Còn hai là một người kêu thôi đừng nói nữa, đi ngủ đi. Thì bây giờ mình nên chọn cách nào để giải quyết cái vấn đề nào là tốt. Em nhắn chính xác chút là ghi tạm dừng lại, em đừng ghi dừng lại nghe nó tuyệt. Thực ra là vậy nè, cái chuyện mà yêu xa mà nó xảy ra trường hợp đó, cái đó là thực sự là có, nhưng mà có, bản thân anh cũng có. Có nghĩa là anh đi diễn xa, bà xã anh ở nhà, xong vì những cái lý do gì đó cãi nhau, nhưng mà anh quyết định cuối cùng là anh chỉ nhắn tin là thôi giờ anh không cãi nữa, khi nào anh về Sài Gòn sẽ nói chuyện với em. Tốt nhất là vậy. Chứ mà còn đẩy đi nơi xa nữa là anh nghĩ là anh không có đường về luôn á. Sẽ có nhiều cái nó sẽ không giải quyết được. Mà phụ nữ rất là ngộ, rất thích là phải nói, anh phải nói. Chứ anh không được im. Chứ anh mà im là bực. Có nghĩa là lúc đó anh cũng im. Im xong cái là đâu cỡ chừng nửa tiếng sau cái cũng có một tin nhắn nữa. Sao anh im lặng vậy? Anh coi thường tôi hả? Chính xác, chắc có nghĩa là mình họ luôn luôn áp đặt mình, luôn bắt buộc mình phải giải quyết, mà trong khi mình muốn, mình nghĩ là nếu mình làm nữa thì nó rất là căng. Anh Hoàng, không phải là áp đặt, mà cái vấn đề tại vì đàn ông lúc đó cũng nóng. Mà cái vấn đề ở chỗ đôi khi không hẳn là phụ nữ cần là đàn ông phải giải thích cái chuyện đó, nhưng mà chỉ cần là một cái câu nói nào đó để cho người phụ nữ cảm thấy là dễ chịu lại một chút. Chứ tự nhiên đang nóng như vậy kêu đi ngủ đi, hỏi ai ngủ nổi. Đúng rồi, lúc đó em sẽ suy nghĩ không thể nào ngủ ngon được. Em sẽ suy nghĩ như vậy nè, trong khi á mình không thể nào ngủ được, mình tức cả đêm, còn có thể là anh ngủ không ngon. Không đi tiếp câu chuyện đó, nhưng ít nhất anh phải nói một cái câu gì đó để làm cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Em ngủ đi hả, mai mình giải quyết. Không thể giờ nói vậy thì chỉ có nói vậy thôi, về đêm thì chỉ không thể là thôi em đi chơi đi cho khuây khỏa. Không, nhưng mà nếu như bây giờ nếu như lật ngược lại trường hợp là các bạn nữ mà hỏi các bạn trai của mình rằng là thôi anh ngủ đi, có gì từ từ nói sao, mà trong khi đó là lỗi lầm của người phụ nữ, thì lúc đó anh thấy như anh sẽ như thế nào? Thì cũng chịu thôi, chứ giờ sao, mình đàn ông mà. Khi mà phụ nữ nói câu đó là đã biết chắc là phụ nữ đã biết lỗi rồi, thì mất mới phải cãi lại nữa làm chi. Còn nếu mà phụ nữ mà ngược lại nha, phụ nữ người ta không chịu vậy đâu. Nếu mà kìa, ngân nãy giờ ngân quá rồi đó, rồi vô hay quá đi. Dạ cho em hỏi là như nãy anh Hoàng nói là biết rằng là phụ nữ sẽ nổi khùng nổi điên lên là khi mà người đàn ông im lặng á, đã biết ta vậy còn gán im lặng nữa là sao? Ý từ rồi, hết nói nổi rồi, cứng rồi. Nhưng mà hay quá rồi, người ta châm dầu vô lửa là chạy cái nữa. Tại mình biết cái câu chuyện nó sẽ sai, đi tới nữa thì nó sẽ rất là căng thẳng. Cho nên tốt nhất là im lặng. Tụi anh nên im lặng đi, chứ thêm nữa là mệt lắm.